Đồ gỗ Bùi Tuấn xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2023. Và trong clip hôm nay thì em xin được gửi tới các bác một chiếc tủ chè cũ được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình. Và đây là chiếc tủ phiên bản đặc biệt đẹp không đối thủ luôn ạ. Và tủ này thì có kích thước là dài 1m87, sâu là 55, cao là 73 các bác nhé. Và tủ thì cánh được khảm ốc Singapore vàng chanh xanh hoa lý, thuộc top ốc đắt tiền nhất luôn ạ. Một bên là khảm cảnh mai treo, một bên là khảm cảnh là tung hạc treo. Còn bệ thì được đục trúc song thọ, còn nèo đục cảnh chim hoa các bác nhé. Và tủ đã xì sáp hoàn thiện theo lối cổ truyền rồi. Và nó thực sự đẹp không đối thủ ở chỗ nào và đẳng cấp ra sao thì các bác cố gắng theo dõi hết clip này nhá, để em giới thiệu gửi tới các bác. Đó, tủ phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn. Và đây em sẽ giới thiệu luôn cho các bác xem đôi cánh này các bác ngắm trước nhá. Đây là cảnh là tung hạc treo này. Đấy các bác xem, em quay xa máy các bác quan sát là chất ốc toàn chất ốc vàng chanh xanh hoa lý, chất ốc trong các bác nhá. Ốc trong và già đây ạ. 100% không có khảm bất cứ một chất liệu khẩu hay là chất liệu sắc trực gì vào nhá. 100% ốc xanh hoa lý đây ạ. Đây các bác xem, những bông hoa hồng là cắt sen nọng nhá. Đấy, và ốc già màu trong, ốc cực kỳ đắt tiền luôn. Ốc này là ốc mấy chục triệu một lạng các bác nhá. Đó các bác xem này, toàn ốc vàng chanh xanh hoa lý, nhìn ra mỗi hướng một màu. Đấy, em quay mỗi hướng một màu nhá. Đấy, con hạc này trên cái tùng này, cảnh tùng treo. Và đây là có hai câu thơ. Đấy, các bác cố gắng theo dõi cái chất ốc này, không mà sẽ bị nhầm lẫn nhá. Ốc xanh hoa lý thực sự chứ không phải cái loại ốc xanh tàu đâu ạ. Đấy, các bác sẽ rất hay bị nhầm lẫn cái chất ốc đó. Và ngoài các cái góc này thì được cắt các cái hoa lá tây rất đẹp các bác nhá, cắt kỹ cực kỳ luôn. Đấy, và ốc này tuyệt tác luôn. Và sang bên này, đây cảnh này là cảnh mai treo đây. Đấy, chất ốc đây ạ. Đấy, gốc cây mai treo thì có những cả các cái bông hoa cúc này. Đấy, các bác xem chất ốc này, những bông hoa mai này. Em quay bằng camera điện thoại thông thường nhá. Đấy, nhìn ban tối đâm ra nó sẽ giảm đi màu sắc, nhưng các bác xem ở trên màn hình đã thấy nó đẳng cấp rồi. Đấy, những bông hoa được cắt sen nọng và tất cả là đều là ốc vàng chanh xanh hoa lý, ốc đắt tiền và cao cấp nhất luôn ạ. Đấy, những bông hoa mai này. Đây, và chất gỗ thì khỏi bán nhá, chất gỗ Quảng Bình các bác nhá, dăm mít tôm. Đấy, chất gỗ Quảng Bình này cực kỳ là đẹp và tuyệt vời luôn. Đấy, những cái đôi cánh như này trị giá rất là cao. Đấy các bác lưu ý, tại vì xem cái chất ốc rất dễ bị nhầm lẫn nhá. Đây, xanh hoa lý này. Đấy, da màu ốc Singapore chuẩn luôn ạ. Và rồi đi xuống cái bệ. Bệ thì được đục bệ trúc đây. Các bác xem chân cái trúc này. Đấy, đục cái gốc này xoắn vào đấy ạ. Các cái tỷ lệ chia đốt rất là ngắn, tại vì cái gốc thì cái tỷ lệ nó căn hơn thì là cái đốt nó sẽ ngắn hơn. Và từ các cái mấu măng ra này, đấy, quay từ trực diện này, cả rơi này, cái dáng chân rất là đẹp, tỷ lệ cân nhá. Và đây các cái thân cây trúc chính này ra đấy, rất là tròn trịa, bệ dày là hơn 4/8 các bác nhá, bệ dày 4/8 đậu, cực dày. Và đây con chim này, đấy, đục từ các cái lông này, cái mắt này, cái mỏ này, và các cái lá trúc, cành trúc con đây ra đây ạ, rất khúc khỉu đẹp, trúc quân tử đấy ạ. Và từ con nhện, con nhái này, đấy, các cái cành trúc phụ rất đẹp này, đấy, cả các cái mắt mấu đốt này ra, thân chính này rất là già nhá. Đấy, hai con chim này, một con thì đang cắp con sâu, một con đang tranh mồi. Và từ các cái cành nhỏ đây, đục cực đẹp luôn, nghệ nhân chế tác bằng tay 100%. Đấy, đây là hai chiếc song thọ, rồi cắt chữ song thọ, cả cái những bông hoa mai, những con chim này đục phải nói là đỉnh cao luôn. Bác nào mà thực sự mà yêu đồ kỹ nha các bác, sưu tầm chiếc tủ này thì phải nói không có điểm gì để chê luôn ạ. Đấy, và chân bên này em vừa sưu tầm được phải xong các bác nhá. Và đây lên leo đây các bác xem này, ở gót leo đây, cái gót rất là cao và to đây, gót hâm hố luôn, đục cực kỳ mất công. Và đây là hình ảnh con gà trống này, từ các cái lông nha, được cái lông ức này, lông người này, đấy, các lông cánh này, lông đuôi này vồng ra này, để quay ban tối nhìn nó không được sắc nét các bác nhá. Từ các ngón chân này, vẻ chân này, các cái yếm gà màu này, mắt mỏ này,
Và trên này là đục các cái cây đào. Đấy, những quả đào, mai đào này, chim này. Cây ra rất là cằn cỗi các bác nhá. Đấy, trong này thì nèo kép và đục chữ thọ này. Các cái lá hồng, bông hồng. Tuyệt vời luôn. Và các bác quan tâm liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại là 083-626-499 hoặc 0985-230-858 nhá. Và đây là gót bên này là đục con gà, một con gà mẹ và đàn gà con. Đấy, thần thái không? Tuyệt vời luôn, chia quay chiều 3D, 4D. Đấy, quá đẳng cấp luôn. Từ những con gà con này được cũng rất là kỹ. Đó. Và rồi, đây trong này là các bác có thể để trưng bày các cái đồ gốm sứ nhá. Đây, và bên này là ngăn kéo này. Đây, ngăn kéo các bác kéo ra cái vào này để đồ này. Tuyệt vời luôn. Và cánh này các bác nhá, cánh này thì là dày là 2 phân đậu. Đấy, trong ngoài đẹp như nhau. Cánh dày 2 phân đậu các bác nhá. Đây, và từ đỉnh đây ạ. Lên đỉnh em quay đây. Đấy, đỉnh em mộng thủng các bác ạ, mộng thủng. Và gỗ phải nói là lành đẹp tuyệt đối. Tủ gỗ rất là lặng. Đấy, kể cả hồi đốc này. Bệ trúc ngang này. Vâng, và các bác hãy đăng ký kênh nhá, để liên tục theo dõi, cập nhật những clip mà em đăng lên mới nhất nhá, và thường xuyên nhất. Và cảm ơn các bác đã ủng hộ cơ sở bọn em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở những clip tiếp theo.